Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni chứng minh. Kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm. Kính bạch các cha các má cùng chư vị đồng tu nhiều nơi ở trên toàn thế giới đang có mặt ở trang Zoom ngày hôm nay. Càng ngày thì chúng con càng thấy cái trang Zoom này quan trọng. Càng ngày thì chúng con càng thấy cái pháp môn hộ niệm này là vô cùng là quan trọng. Có thể nói nếu mà không có pháp môn hộ niệm thì một đời này chắc là chúng con có tu hành mà tất cả những cái sơ suất này thì sẽ đi theo chúng con đến tận cuối đời. Cái cơ hội mà để một đời này được thoát ly sinh tử chắc là không có thể. Nhờ cái pháp môn hộ niệm này mà rất nhiều người Việt Nam chúng ta đã được vãng sanh. Nhờ cái trang Zoom này mà chúng con được học hỏi rất nhiều kinh nghiệm, được nghe lão cư sĩ Diệu Âm hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ, chính xác, cho nên chúng con thấy vô cùng là trân quý cái trang Zoom này, trân quý cái pháp môn hộ niệm này. Xin đại chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta trân quý cái cơ hội này, để mà càng ngày thì chúng ta cái niềm tin của chúng ta càng được tăng trưởng. Nam mô A Di Đà Phật. Có những buổi mà thực tập hộ niệm hoặc là những buổi mà hội thảo vào thứ sáu, theo ước tính của chúng con là chắc là phải lên cỡ 4.000 người Việt Nam tham gia, cho thấy được rằng là cái sức lan tỏa về cái pháp môn hộ niệm này càng ngày càng rộng rãi, về cái sự quan trọng của càng ngày càng thấy lợi ích. Và cũng mong cho tất cả chư vị đồng tu, các cha các má hãy tin tưởng, bởi vì cái pháp môn hộ niệm này đã có bằng chứng cụ thể rồi, rất nhiều người y theo cái pháp môn hộ niệm này mà tự tại vãng sanh rồi. Nhờ cái công đức của các ban hộ niệm trong nước cũng như là ở ngoài nước mà người Việt Nam chúng ta ra đi để lại cái thoại tướng vô cùng là tốt đẹp, chắc chắn là thoát được ba đường ác. Mà cái số người được cái thành tựu này đến bây giờ không còn cách nào mà có thể tính đến được, cho nên là chúng con vô cùng là hoan hỷ và vô cùng là trân quý đến cái pháp môn này. Nguyện mong cho các cha các má tin tưởng làm theo những lời hướng dẫn này, để cho các cha các má một đời này cũng được cơ hội vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Giờ bây giờ đã đến thời gian của buổi thực tập hộ niệm hôm nay, chúng con cung kính cung thỉnh chư tôn thỉnh đức tăng ly, cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm cùng chắc các cha các má đồng niệm Phật cầu gia bị. Chúng con cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm khởi niệm. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chúng con một lần nữa xin thay mặt cho đại chúng cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm tử bi tiếp tục khai thị để hướng dẫn các cha các má,
cùng với chúng con để tăng trưởng niềm tin cho các cha các má cùng với chúng con, để tránh đi những cái sơ suất trong một cuộc đời này, để ai cũng có phước phần để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Pháp Hộ Niệm. Thực sự có thể giúp cho mỗi người chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc trong một đời này. Nhưng xin các ba các má, chư vị đồng tu nên nhớ cho kỹ một vấn đề. Muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là do chính mình đi, chính mình nguyện, chính mình niệm, chứ không phải là có người tới hộ niệm cho mình là mình được vãng sanh. Đây là cái điểm mà xin thường xuyên nhắc để chúng ta nắm cho vững. Một pháp môn vi diệu đến đâu đi nữa mà chính ta làm không đúng, chính ta làm nửa vời, chính ta làm không được thì đành chịu thua. Trong những ngày qua thì Doan thấy có nhiều vấn đề đưa ra liên quan đến là có những người hộ niệm, sau đó lại có cái khả năng tiếp giáp với người âm, nói chuyện với người âm, rồi có người lại thấy người âm, có người lại kêu người âm về nhập xác, rồi có những người lại có cái thuật trừ ma yếm quỷ gì. Thì xin thưa với chư vị, hôm nay âm xin nói sơ qua chuyện này một chút. Nếu thực sự là những ban hộ niệm đi hộ niệm một thời gian rồi tự khoe mình nói chuyện với người âm, thì tiếp giáp với người âm là vấn đề xấu chứ không phải tốt đâu. Đừng khoe ra nữa làm chi, đừng tự tìm con đường này làm chi. Trong pháp Phật, mình muốn về với Phật thì mình gặp Phật theo A Di Đà Phật về Tây Phương mới tốt. Chứ còn gặp người âm, nói chuyện với người âm, tiếp cận với người âm, đâu có gì tốt đâu mà khoe ra. Chính vì thế mà xin báo cáo với những vị hộ niệm, nếu mà chính mình có những hiện tượng này, hãy mau chấm dứt đi, không tốt đâu. Có những người bệnh, những người già, ngày ngày đều thấy người âm hiện về. Xin thưa với các cụ, các bà, các má, các chú, các thím,
điều này cũng không tốt đâu. Bỏ đi. Có nhiều người nếu tôi đâu có muốn gặp đâu mà biểu tôi bỏ. Thì xin thưa rằng là trong những ngày giỗ quái, đứng trước bàn thờ tổ tiên đừng nên âm thầm van vái: ông bà ơi, cụ kỵ ơi, hãy về đây hộ trì cho con, giúp cho con được cái này được cái nọ. Bỏ đi chưa vậy? Có nhiều người thương con, thương cháu, muốn cho con cháu nên người. Cho nên cứ: con ơi, tới lạy ông cố đi, lạy ông bà đi, lạy cửu quyền thất tổ đi, để mà ông bà cụ kỵ của mình về phù hộ cho con. Vô tình vì cái cách hướng dẫn con cái lạy cụ kỵ, lạy tổ tiên, và mình muốn lợi dụng tổ tiên để mà giúp cho con cái hiếu đệ, vô tình những lời khuyên này nó nhập vào trong cái tâm của đứa bé đó. Từ nhỏ nó nhập thẳng luôn tới lớn. Khi bắt đầu mình yếu rồi, những cái tâm niệm này tự động trong tâm khởi ra. Cho nên mình không bao giờ cầu gặp người âm làm chi, nhưng mà thực ra những chủng tử này ở từ trong tâm nó khởi ra hồi nào không hay. Chính vì thế mà xin thưa với các bà, các má, các chú, các thím, những ý niệm này hãy bỏ đi. Bỏ đi thì hết. Trong cái pháp hộ niệm, khi mà gặp những cái vấn đề này, xin chư vị đừng tham chấp tới, đừng vui mừng, đừng lo sợ, đừng đi theo họ. Hãy giữ vững một câu A-di-đà-phật mà niệm tới cùng. Nếu mà các cụ già thường ngày thấy những hiện tượng này, thì chư vị hãy nhớ cho kỹ những lời này: không mừng, không sợ, không lo, không nhìn họ, không đi theo họ, mà cứ một lòng một dạ niệm A-di-đà-phật. Trong khi thấy như vậy, tâm mình vững vàng, hãy tập khai thị đi chư vị. Khai thị trong pháp hộ niệm là làm sao cái tâm của người bệnh phải an, tâm của người bệnh phải vững. Thì xin các cụ, các bác, khi mà gặp như vậy thì tự mình phải an, tự mình phải vững và thành tâm điều giải. Chư vị ơi, cái duyên giữa tôi và chư vị không biết là thiện hay ác, không biết là thuận hay nghịch, nhưng mà tôi xin thành tâm khuyên chư vị, tất cả chúng ta hãy niệm Phật, niệm A-di-đà-phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc đi chư vị. Chân tâm tự tánh của mỗi người chúng ta là một đức Như Lai, mà vô lượng kiếp qua chúng ta quên vấn đề này, tham chấp trần đời, tham chấp cõi vô thường này, thành ra chúng ta bị nạn,
bị khổ. Bây giờ này tôi khuyên chư vị hãy thành tâm niệm Phật trở về Tây Phương đi. Nếu duyên của tôi và chư vị là duyên tốt, duyên thuận, hãy xin hỗ trợ cho nhau, cùng nhau niệm Phật trở về Tây Phương. Nếu là duyên chẳng lành, thì tôi xin thành tâm sám hối với chư vị. Tại vì chính tôi trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như trong đời này, nhiều lúc mê mờ vụng dại, làm nhiều chuyện sai lầm với chư vị. Hôm nay xin thành tâm sám hối với chư vị. Và tôi đang quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương. Khi trở về Tây Phương, tôi nhất định sẽ tìm cách cứu độ chư vị thoát vòng khổ nạn. Mong các bà, các má nhớ cho kỹ những lời này, để mà chúng ta ứng xử kịp thời. Và khuyên các bà, các má trên đường Zoom này, những người nào thường thấy hiện tượng này, mau mau phải một là tự mình phải tinh tấn tu hành niệm Phật ngày đêm đi nhé, không được lơ là nữa nhé. Thời gian buông xả báo thân hình như cũng sắp sửa rồi đó. Với người niệm Phật đã được cái tiên triệu báo trước, chúng ta phải mừng vui lên để quyết lòng nương theo cơ hội này vãng sanh tịnh độ. Chứ đừng bao giờ nghe cái tin là mình sắp sửa ra đi rồi lại buồn nghe chứ vậy, mất vãng sanh đấy. Lo âu nghe chứ vậy, mất vãng sanh đấy. Sợ sệt nghe chứ vậy, mất vãng sanh đấy. Nhớ cho kỹ. Điểm thứ hai nữa là biết được tuổi dương của mình cũng không còn dài nữa, thì hãy mau mau tìm ban hộ niệm, tìm một đạo tràng để đến bên cạnh mình hộ niệm đi, yểm trợ tinh thần đi, trợ duyên cho mình đi. Đem tất cả những chuyện này khai báo với ban hộ niệm. Nếu là ban hộ niệm chân chính, họ biết cách hóa giải hết. Còn những ban hộ niệm tới khoe với mình, tôi có khả năng chế ngự những vị đó, tôi có khả năng đuổi những người đó, tôi có khả năng bắt nhốt những người đó, xin thưa với chư vị ngay lập tức từ chối đi. Đó là những ban hộ niệm không chánh pháp. Chính vì thế mà trong thời gian qua, do nghe có những người dùng thủ thuật gì của mình để trừ ma bắt quỷ gì đó, bắt oan gia trái chủ, hoàn toàn trong pháp hộ niệm chư tổ để lại chưa có một tài liệu nào diệu âm thấy vấn đề này. Như vậy thì một người nào tự xưng mình có cái năng lực trừ ma yếm quỷ, có cái năng lực bắt nhốt oan gia trái chủ gì đó, xin thưa chư vị trong pháp hộ niệm không có. Cũng như một người đi hộ niệm rồi tự xưng là mình có thể nói chuyện được với người âm, là tự mình dẫn mình vào cái nạn đó. Phật dạy tất cả đều do tâm tập. Nói chuyện với người âm do chính cái duyên mình tạo ra. Tại sao không tạo một cái duyên để mình gặp A-di-đà Phật trở về Tây Phương hay hơn? Gặp chi những người trong những cảnh âm, trong những cảnh khổ,
để tiếp cận với họ. Hãy tiếp cận với người nào thì mình nở với người đó. Nở với họ thì theo họ trả nợ. Xin chư vị cái thành tâm niệm Phật, chí thành niệm Phật, cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ta phải làm quen với Phật, ta phải nợ với Phật, để mà ta theo Phật về trả nợ thì hay lắm. Nợ với Phật là gì? Là nợ cái cảnh giải thoát, nợ cái cảnh khai ngộ, nợ cái cảnh thành Phật. Ta nợ với Phật một điều là ta chưa thành Phật như Phật đã thành. Thì ta phải về Tây Phương Cực Lạc để mà ta trả cái nợ này. Ta quỳ trước Phật mà ta sám hối. Đúng ra nếu con giác ngộ sớm, con đã trở về đây lâu rồi, con thành Phật lâu rồi, nhưng mà con vụng dại để cho chư Phật phải bỏ công bỏ sức ra, khó khăn nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ đây con mới trở về đây được. Xin thưa với chư vị, là một Phật tử, chúng ta phải biết tìm cách nợ với Phật. Bây giờ đây xin chư vị quyết lòng đừng nợ với Phật nữa, con nhất định về Tây Phương trả cái món nợ này, là món nợ chưa thành Phật. Hay hơn, là món nợ ta chưa thành ma, là món nợ ta chưa thành quỷ, là món nợ ta chưa thành địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tìm những món nợ đây mà thành những thứ đó đâu có hay ho gì. Cho nên mong chư vị hiểu được như vậy thì cái phương pháp hộ niệm chính là gỡ cho chúng ta từng điểm là như vậy. Ngài Ấn Quang Đại Sư luôn luôn dạy: chí thành, chí kính là cái đạo nhiễm màu. Chứ Ngài không có dạy ta có năng lực nói chuyện với ngữ âm là vi diệu, là cái đạo nhiễm màu. Không phải, không phải là tự khoe ta có cái năng lực bắt ma trừ quỷ là cái đạo nhiễm màu. Ngài không nói như vậy. Các ngài không dạy như vậy. Và các ngài còn dạy nữa: nếu một người huân tu, tức là thành tâm chí thành niệm Phật trở về Tây Phương, thì dẫu ma cảnh ứng hiện cũng biến thành là tăng thường duyên cho mình tu hành. Ma cảnh là đâu? Ví dụ như âm vừa nói hồi nãy, có những người thấy cảnh âm, thấy người âm hiện ra, đây là âm cảnh hiện tiền đó, đây là ma cảnh hiện ra đấy. Thì Phật nói nếu thực sự làm người hung tu, làm người thành tâm chí thành chí cái niệm Phật trở về Tây Phương, thì đây là tăng thượng duyên cho mình tu hành. Tại vì có hiện tượng này là báo trước cho mình, hãy lo tu hành đi. Thời gian lưu lại trên thế gian này chịu khổ đã bắt đầu mãn rồi đấy. Mừng lên đi, vui lên đi. Biết được như vậy, thay vì chúng ta niệm Phật lơ lơ, bây giờ đây niệm Phật hàng ngày, niệm Phật hàng giờ, tha thiết hơn nữa để ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Rõ ràng lời nói của Tổ Ấn Quang quá đúng. Nếu gặp được thắng cảnh thì càng thuận lợi cho mình để mình quyết lòng trở về Tây Phương Cực Lạc. Còn những người không chịu huân tu, tâm tánh hiếu kỳ, thương mạng, thấy ma cảnh, ma cảnh trói buộc mình, tại vì mình mừng vui, mình khóc khến, mình đi khoe ra. Rõ ràng không chứ vậy? Ngài nói thấy được thắng cảnh mà mừng vui khóc khến, đi khoe hết chỗ này đến chỗ nọ, thì Ngài nói thắng cảnh tức tắc biến thành ma sự. Thấy không chứ vậy? Ngài nói toàn là những pháp mà gọi là pháp hộ niệm đang dạy chúng ta. Có nhiều người hộ niệm
ra khoe rằng tôi thấy Phật rồi, tôi thấy Bồ Tát rồi, tôi thấy nào là Bồ Tát này, Bồ Tát nọ, khoe khắp nơi sâu cùng, coi chừng bị đại nạn. Vì sao? Vì Ấn Tổ dạy thân cảnh tức thời biến thành ma sự là như vậy. Mong cho chư vị hiểu được đạo lý này, quyết định định tâm lại, thấy Phật hiện ra cũng tự nhiên, không ham vào, không chấp vào. Thấy Bồ Tát hiện ra cũng tự nhiên, không mừng, không vui, không sợ, không lo. Chỉ một câu A-di-đà Phật, thành tâm niệm. Nếu thực sự là Bồ Tát thì các ngài không bao giờ mà làm cho tâm chúng ta phải sao xuyến phân vân. Nếu không phải là Bồ Tát, chúng ta cứ thành tâm niệm Phật thì tự nhiên các vị Bồ Tát né xa ra, chào đạo đi, biến mất rõ ràng. Nhờ một câu A-di-đà Phật, các ba cái má thành tâm niệm, lời niệm này, câu niệm này đã có hiệu ứng. Mong chư vị hiểu được như vậy, rõ ràng chúng ta đã có phương pháp điều giải, hóa giải, từ mỗi người chúng ta phải làm lấy. Mong tất cả chư vị quyết lòng vững vàng để chúng ta cùng nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Chư vị có thấy rõ ràng chưa? Thông cảm chưa? Trắng đen đều rõ ràng đầy đủ chưa? Bác Diệu Thành có nghe vững không? Bác Nhân Liên nữa, bác Tăng nữa, chư vị khắp nơi hết, Nhân Thành nữa, Nhân Nghi nữa, phải không? A Di Đà Phật. Thôi bây giờ mình niệm Phật nghe, niệm Phật cho mạnh, niệm Phật phải có niềm tin vững vàng, niệm Phật không được đi lạc đường nữa, đừng bao giờ hồ hởi bởi những cảnh giới phù phiếm mà gạt ta vào những cái lộ gọi là nạn lộ không tốt. Mong chư vị nhớ cho kỹ một câu A Di Đà Phật, đi theo A Di Đà Phật, pháp hộ niệm dạy cho chúng ta tất cả mọi cảnh giới ứng nghiệm đều phải cho là hảo huyền hư vọng. Chỉ khi nào A Di Đà Phật ứng hiện trong lúc chúng ta lâm chung sắp sửa xả bỏ báo thân, theo A Di Đà Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là vững nhất. Hai vế thôi, một là A Di Đà Phật hiện thân tiếp dẫn theo ngài vãng sanh, hai tất cả những cảnh giới khác đều cho là hữu huyễn, không sợ, không lo, không buồn, không chấp vào. Chư vị nhớ rõ ràng chưa? Thôi niệm Phật. A Di Đà 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 Phật. Thì chúng con vô cùng là biết ơn lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi chỉ điểm cho chúng con. Cũng kính mong chư vị đồng tu chắc là cũng cùng có cái căn bệnh chung với chúng con, là chính chúng con có đi tu hành mà sơ suất rất nhiều. Có tu hành, có niệm Phật, có nghe pháp mà có những cái điểm vi tế, có những cái chấp trước mà mình không biết. Cho nên bây giờ chúng con
thấy vô cùng là quan trọng. Nếu một đời này có đi tu mà không có một người thầy để hướng dẫn, không có một vị chân thiện tri thức hướng dẫn, thì cũng khó hòng mà có thể thoát khỏi được lưới ma. Nguyện mong cho các cha các má cũng chưa vị đồng tu hãy trân quý đấy những lời chỉ điểm này, hãy y giáo phụng hành để một đời này các cha các má cùng với chúng con an toàn được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo chương trình thực tập hồi đêm hôm nay, chúng con cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị cho cháu Nguyễn Công Huy đang ung thư ở giai đoạn cuối, đã có ban hồi điểm, nhưng mà bây giờ càng ngày thì cháu càng yếu đi, tai bị điếc dần. Rất là mong sự khai thị của lão cư sĩ Diệu Âm để cho cháu tăng trưởng niềm tin vững vàng một đời này để giữ được chánh niệm, để được phước phần vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyễn gì, tên gì? Tên là Nguyễn Công Huy hả? Cháu là Nguyễn Công Công Huy ạ. 16 tuổi. Đã xin đạo tràng quay camera vào vào rõ vào mặt cháu, vào để cho cư sĩ Diệu Âm nhìn thấy rõ. Và dạ. Dạ, con quán rồi. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng. Con dạ, chị muốn nói gì? Con xin kính chào thầy Diệu Âm. Xin thầy khai thị cho cháu Nguyễn Công Huy. Thưa thầy, cháu bị ung thư hạch. Ung thư hạch chạy giai đoạn cuối. Bản chất của cháu là người rất là hiền lành, nhút nhát. Ai nói gì cháu cũng nghe, không bao giờ cãi lại. Sống một cuộc sống rất là đơn giản, kham khổ, không đua đòi bạn bè. Cháu rất là có tình cảm với gia đình. Cháu rất buồn khi bố mẹ to tiếng. Cháu rất ham chơi, ham chơi game trên điện thoại. Nay cháu được đạo tràng, chúng con đang hộ niệm cho cháu được 3 thời rồi. Và cháu đã hứa là cháu sẽ quyết tâm niệm Phật A-di-đà, cầu vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Và cháu hứa từ nay sẽ bỏ chơi game và buông bỏ tình cảm gia đình. Chúng con kính xin thầy Diệu Âm khai thị cho cháu để cháu được tăng trưởng tín tâm. Khi xả bỏ báo thân này, cháu có phước phần được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Nam mô A-di-đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cháu Huy ơi, chú nghe vị vừa rồi báo cáo về thành quả của cháu, thực sự làm cho chú vui vô cùng, chú mừng vô cùng đấy. Cách đây 2 tuần, chú có nhìn được một cái hiện tượng vãng sanh của một cháu cũng 16 tuổi, ngang tuổi với cháu. Cháu đó đã được vãng sanh và người ta đưa lên trên YouTube. Và cháu hình như là cháu Thành Xuân Hậu hay là gì đó. Cháu đó khi vãng sanh giơ tay lên vẫy chào mỗi người, rồi từ từ đi theo A Di Đà Phật, lưu lại tướng lành vô cùng. Và chính chú Diệu Âm này cũng đã nhìn thấy những cái đoạn mà chính cháu đó nói ra. Cháu đó nói như thế này: ngày hôm nay cháu không vãng sanh thì ngày mai cháu cũng vãng sanh, ngày mai không vãng sanh thì ngày mốt cháu cũng vãng sanh, cháu nhất định đi về Tây phương Cực Lạc với Phật. Chính cháu đó đã nhờ khẩn khoản yêu cầu ban hộ niệm, xin các cô các bác
đến đây niệm Phật để tiếp lửa cho cháu, cháu quyết thề đi về Tây Phương. Cháu Huy ơi, nếu mà chính cháu có cái tâm nguyện quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc, sẵn sàng nói lên những lời quyết tâm như cháu hầu, thì rõ ràng là cháu đang nằm đây chịu bệnh ung thư. Nhưng mà thực sự cái thân xác này đã biến thành là nhục thân của một vị Bồ Tát rồi. Vị Bồ Tát có cái thế danh là Nguyễn Công Huy, hay ho vô cùng, tâm tình của cháu đơn giản hiền hậu. Thực sự đây là một cái điều may mắn cho cháu. Bao nhiêu người thế gian nói rằng là thương hại cho cháu, nhưng mà chính Diệu Âm này đang nể phục cháu, đang chúc mừng cho cháu. Tại vì cháu sắp sửa rời bỏ cái thân phận phàm phu vô thường để chuẩn bị đi về Tây Phương thành Bồ Tát đấy. Cháu Huy có nghe chú Dạo nói không? Cháu có vui mừng khi nghe chú nói này không? Cháu Huy vui mừng không cháu? Nếu vui mừng thì cháu giơ tay lên cho vỗ tay cho chú mừng coi. Vỗ tay lên đi cháu. Thực sự chú Huy thấy không? Thực sự mạnh dạn và thành tâm chân thực mà vỗ cái tay này đi. Từ cái vỗ tay này cháu biến đổi. Một người phàm phu chịu nạn thành ra là một người chuẩn bị thành Bồ Tát để cháu, nhất định để chưa vậy. Và khi cháu ra đi, cháu cũng giơ tay lên vẫy chào mọi người đàng hoàng để cháu đi, làm chứng minh cho tất cả những người trên đường sông này, bao nhiêu ngàn người trên đường sông này, và sau này những người nào thấy được những cái đoạn video cháu ra đi mà tăng trưởng niềm tin lên, rõ ràng cháu ra đi, một là cháu thành Bồ Tát, và cái hiện tượng ra đi của cháu để lại sẽ là cái mầm tin, cái niềm tin chúng giúp cho hàng vô số người sau này theo gương cô cháu màu vãng sanh đấy, chân thật. Cho nên một lần nữa, thực sự chú Dòm này rất là hoan hỷ, chúc mừng cho cháu đấy, vỗ tay lên. Ui, vỗ tay lên. Quý vị có thấy không, từ trước tới nay chưa bao giờ chúng ta gặp được cái tình trạng này đâu. Khi không biết khẩu niệm, không biết đường vãng sanh, ta gặp một người ung thư nằm sắp chết, gia đình thì khóc lên than xuống, hàng xóm thì nói điều tiêu cực lo âu, người bệnh thì khổ đau sợ sệt. Tất cả những hiện tượng đó chỉ giúp cho cái người đó đi xuống tam ác đạo sức, chứ không có giúp cho người đó thoát vòng khổ nạn đâu. Nhưng hôm nay chúng ta đã biết được phương pháp hộ niệm, biết động viên những người nằm xuống đó quyết lòng bỏ cái sợ đi, bỏ cái lo đi, không sợ chết nữa, không lo lắng gì cái thân phàm phu sắp sửa tan rã này nữa, mà vui vẻ trở về Tây Phương, quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương. Xin thưa với chư vị, chỉ có một ý niệm thay đổi này thôi mà chư vị thấy không, một người thay vì đi theo con đường khổ nạn, tam đồ ác đạo, ác đạo chịu khổ nạn vô lượng kiếp,
Thì trong một cơ hội này, nhờ cái cơ hội ung thư này mà cháu Nguyễn Công Huy được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, được chư Thiên Long Hộ Pháp âm thầm ẩn thân gia hộ bảo vệ cho cháu Nguyễn Công Huy. Xin thưa với chư vị, không có ông bác sĩ nào có thể bảo vệ được mình, không có một người thường dân nào có thể bảo vệ cho được cháu Huy. Nhưng mà cháu quyết lòng vãng sanh, cháu quyết lòng trở về Tây Phương thành đạo, thì Bồ Tát bảo vệ cho cháu Huy, Phật phấn quang gia trì cho cháu Huy, Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ cho cháu Huy, không cho ai ngăn cản con đường vãng sanh của cháu Huy. Cháu Huy có nghe chú nói không? Chính cái tâm hạnh đi về Tây Phương của cháu, thực sự cháu được bảo vệ giống như một vị Đại Bồ Tát không? Cho nên một lần nữa mong cháu Huy giơ tay lên vui mừng vỗ tay cho tất cả mọi người trên đường Zoom này hiểu được cái tâm trạng vui mừng để cháu về Tây Phương này. Cháu giơ tay lên, vỗ tay lên cháu, vững vàng lên cháu. Dâm rất là tán thán với công đức hộ niệm của chư vị để giúp cho cháu Huy vững vàng. Và sẵn đây Dâm cũng xin thành tâm khấn nguyện cùng chư vị pháp giới hữu duyên với cháu Nguyễn Công Huy, chúng ta hãy quyết lòng quyết dạ buông xả tất cả oán thù, buông xả tất cả tình chấp thế gian ra, cùng nhau niệm Phật hộ niệm giúp đỡ cho cháu Nguyễn Công Huy được an toàn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và nguyện mong chư vị trong đời này gặp được câu A Di Đà Phật, suy cho cùng đa là vô lượng kiếp trước chúng ta đã tạo được căn lành. Hôm nay nguyện mong chư vị quyết lòng tin tưởng Phật pháp, tin tưởng niệm Phật, gom tụ tất cả căn lành nhiều đời nhiều kiếp để cùng nhau trở về Tây Phương thành Bồ Tát, thành Phật, hay hơn là chấp ở những cảnh vô thường khổ nạn này để đời đời kiếp kiếp chịu khổ không hay. Nguyện mong chư vị cùng nhau phát tâm vững mạnh, nguyện mong cho cháu Nguyễn Công Huy một lòng một dạ nhất định không buồn phiền nhé, nhất định không lo lắng gì cả nghe, nhất định vui vẻ hớn hở để đi về Tây Phương Cực Lạc càng sớm càng tốt nhé. Cháu Nguyễn Công Huy vẫn không cháu, vui mừng lên cháu, vỗ tay một lần nữa lên cháu. Đây là cơ hội, đây là cơ hội cháu thành đạo. Chúc mừng cho cháu được thành đạo trước mọi người đấy. A Di Đà Phật. À bây giờ niệm Phật với chú nghe cháu nghe, niệm Phật với mọi người nghe cháu, niệm vui mừng, niệm ấn hưởng, niệm để nhất định vượt qua cảnh khổ này trở về Tây Phương thành đạo vô thượng, hướng đời an vui cực lạc, vô lượng vô biên chúng sanh, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đang chờ cháu về Tây Phương để cứu độ họ đấy. Nhất định nghe cháu nha. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm, và cũng chúc cho cháu Nguyễn Công Huy vững vàng niềm tin, y theo lời hướng dẫn này và y theo lời hướng dẫn của Ban Hộ Niệm, y giáo của ngành quyết một đời này vãng sanh được về Tây Phương Cực Lạc. Chúng con cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho cháu Lương Văn Kim bị ung thư vòng họng, bây giờ cũng là giai đoạn cuối, đang bị tê liệt, bị điếc tai, và tâm lực của cháu thì rất yếu, chưa quyết tâm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng con kính nhờ lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị cho cháu, để cho cháu tăng trưởng niềm tin, để niệm được câu Phật hiệu, để một đời này cũng được phước phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Khi con mở tay thì con để đi được. Em Lương Văn Kim là ai đâu? Nếu mà nghe không rõ thì xin quý vị với lặp lại là nói có dầm nha. Rồi. Cháu Kim năm nay bao nhiêu tuổi vậy? 45 tuổi ạ. 45 tuổi hả? Dạ, 45 tuổi. Quý vị có nghe rõ thì không? Quý vị giơ tay lên. Được. Tại vì cháu Kim không nghe cho nên xin chư vị lặp lại giùm nha. Cháu Kim ơi, người nào ngồi bên cạnh nhắc giùm, lặp lại cho giùm, nói câu nào giùm nhắc lại câu đó cho cháu Kim biết đây nha. Cháu Kim ơi, cháu đang ung thư vòm họng, đã đến giai đoạn cuối rồi. Chư vị có nghe không? Sao phải không lặp lại ha? Tại vì Kim, cháu Kim không nghe được thì mong chư vị là cố gắng lặp lại. Chứ khiếu nếu không lặp lại thì không cách nào có thể mà khai thị cho cháu Kim được. Cho nên xin chư vị khó cần quỳ làm chi, ngồi đàng hoàng đi, thoải mái mà cứ lặp lại từng lời nha, chịu chưa? Không biết người ngồi sau là chị hay làm gì, chư vị đừng có quỳ làm chi, nó đau lưng lắm, đau gối lắm, ngồi xuống đi. Đấy. Chúng con xin hỏi lại xem là cháu Kim có nghe được không? Nếu mà cháu Kim nghe được những lời của lão cư sĩ Diệu Âm thì xin cháu Kim giơ tay lên. Không phải, làm sao? Hỏi lần này, cháu Kim thực sự có nghe không? Nghe thì giơ tay lên, không nghe thì thôi. Bây giờ nghe, Diệu Âm hỏi nghe. Xin đừng lặp lại, xin đừng nhắc lại cái này, để coi thứ là cháu Kim có nghe không nghe. Cháu Kim ơi, có nghe lời chú không? Có nghe được lời của chú thì giơ tay lên, không nghe thì thôi. Nghe thì giơ tay lên, không nghe thì không giơ tay. Rồi, thì thôi như vậy, cái xin chị ngồi phía sau đó nhắc lại từng lời nói một nha. Nhắc liền nha. Cháu Kim ạ. Đời này
ai cũng phải có lúc. Xả bỏ báo thân này, cháu Kim đang ung thư. Đến giai đoạn chót, là báo hiệu cho cháu Kim sẽ xả bỏ thân mạng này sớm hơn mọi người đấy. Nhưng cháu có cái duyên niệm Phật vãng sanh, thì đây là cơ hội cho cháu thực hiện lời nguyện vãng sanh đây cháu. Cháu Kim ơi, thời hạn xả bỏ báo thân cận kề, nếu cháu tin tưởng nếu cháu quyết tâm nếu cháu nhất định đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì cháu sẽ là người may mắn nhất. Phước báu nhiều nhất mà bao nhiêu người trên thế gian này không bằng cháu. Tại vì cháu không còn chết nữa, mà cháu chờ ngày về Tây Phương thành Bồ Tát đấy. Còn đã bị ung thư rồi, ngày giờ ra đi cũng mà bây giờ đây cháu phân vân do dự. Cháu chưa tin tưởng Phật Pháp, cháu không muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì nhất định cháu bị chết. Nhất định cháu bị khổ đau. Khi chết rồi cháu đi con đường đó là đấy, cháu tự quyết định đi. Đó là do chính cháu Kim không quyết định dứt khoát.
không quyết lòng vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Thôi đành cháu chịu đi đọa lạc khổ đau vậy. Không ai có thể cứu được cháu Kim đâu. Còn nếu bây giờ cháu quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương Cực Lạc, thì cháu thoát tất cả những cánh đọa lạc khổ đau. Cháu đi về Tây phương hướng đời an vui Cực Lạc. Rõ ràng nghe, đọa lạc hay Cực Lạc là do chính cháu quyết định đấy. Cháu hãy tự xét đi. Vừa ung thư, vừa tê liệt, lại vừa lính láng tai không nghe nữa, thì rõ ràng ở tại thế gian này một ngày, khổ một ngày đấy. Ở đây thêm một thời gian, chịu khổ một thời gian, có ích gì đâu, phải không cháu? Hãy nghe lời chú Diệu Âm đi nhé. Quyết lòng quyết dạ vãng sanh Tây phương cháu Kim nhé. Chú nhắc lại, quyết lòng quyết dạ vãng sanh Tây phương hướng đời an vui hạnh phúc cháu nhé. Chú Diệu Âm muốn cháu Kim giơ tay lên vỗ tay như cháu Nguyễn Công Huy hồi nãy vậy đấy. Vỗ tay đi cháu, giơ cao lên cháu. Cháu Huy hồi nãy 16 tuổi thôi đã quyết lòng vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Cháu bây giờ 45 tuổi cũng quyết lòng vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Người nào quyết lòng vãng sanh Tây phương Cực Lạc thì người đó được về Tây phương hướng đời an vui hạnh phúc. Cháu Kim nghe rõ không? Rõ thì giơ tay lên, vỗ tay đi cháu. Giỏi, vậy là nghe được rồi, đúng rồi. Giỏi lắm. Các ba các má trên đường Zoom, hãy nhìn đây. Bất cứ một người nào có niềm tin sắc son vững vàng, có ý nguyện vãng sanh Tây phương tha thiết,
quyết lòng giữ câu A Di Đà Phật ma niệm. Diệu Âm xin bảo đảm với chư vị không một người nào mà không vãng sanh. Nhất định một cơ hội này chúng ta thoát tất cả cảnh trần gian khổ ải, thoát ly sáu đường luân hồi, trở về Tây Phương trong một đời này để thành tựu. Cháu Kim nghe đây, cháu phải vui mừng, phải hớn hở, vì nhờ bệnh ung thư này đã giúp cho tâm nguyện của cháu được thực thi đúng đắn, đã giúp cho tâm hạnh của cháu vững vàng. Và chính vì cháu không cách nào vượt qua cơn bệnh này mà đã được nhiều người yểm trợ, giúp đỡ, hộ niệm cho cháu, thì chú mong tâm lực của cháu, sức mạnh của cháu phải bừng bừng khởi lên, để chính cháu chủ động vượt qua tất cả mọi cảnh khó khăn, mọi cảnh đau đớn, để trở về Tây Phương thành Bồ Tát. Nhất định sau cơ hội này không chấp nhận đi theo một cánh khổ nào khác, không chấp nhận chịu một cánh khổ nào khác. Cháu Kim có nghe chú Diệu Âm nói không? Mừng lên đi cháu, vui lên đi cháu, giơ tay lên vỗ tay một lần nữa cho chú coi. Vỗ tay lên đi cháu, vững vàng nghe. Chư vị thấy đây, đó là do mình sợ chết, đó là do mình sợ bệnh, đó là khi căn bệnh đã bắt mình phải chết rồi mà mình cứ bám theo cái thân phàm xác thịt hôi thối này để chịu nạn. Còn cũng là một người phàm phu, nhưng tâm hạnh của ta quyết lòng làm Bồ Tát, tâm ý của chúng ta quyết lòng đi về Tây Phương, ta đã hiểu rõ ràng chân tâm tự tánh của chúng ta là một vị Phật, là một vị Phật thì đi về Tây Phương thành Phật, không cơ chi phải theo các ngã luân hồi chịu làm phàm phu khổ nạn, không cơ chi phải theo cái thân phàm xác thịt này xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh để tự hành hạ lấy mình. Chư vị có thấy không? Giác ngộ hay mê muội chính là cơ hội này đây. Cháu kia mà phải tỉnh đâu, phải giác ngộ, phải đi theo con đường thành Phật nhé. Chịu không cháu Kim? Rõ không cháu Kim? Xin chư vị vỗ tay hoan hô cháu Kim một lần nữa đi. Chú cầu mong cho cháu Kim sau khi nghe những lời nói này tâm ý vững vàng, không còn một chút gì lo sợ, không một chút gì phân vân do dự nữa. Ngày ngày đêm đêm niệm A Di Đà Phật, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhé. Không được niệm Phật cầu hết bệnh nhé. Không được sợ liền cái báo thân hư hại này nữa nhé. Quyết lòng quyết dạ
theo A Di Đà Phật, chỉ được quyền theo A Di Đà Phật đi vãng sanh. Tất cả mọi cảnh giới, ông bà cha mẹ, Bồ Tát chư Phật nào hiện thân ra, nhất định không theo, không nhìn đến, không sợ sệt, chỉ quyết lòng quyết dạ đi về Tây Phương Cực Lạc. Cháu Kim nghe rõ chưa? Rồi, xin cháu vì nhiều đời nhiều kiếp sới dại khờ, làm những việc không hay, kết nên cái nghiệp này. Mong cháu chấp tay lại, cúi đầu xuống, thành tâm sám hối nghiệp chưa nhé. Chịu không? Chịu không cháu Kim? Chịu thì giơ tay lên, vỗ tay đi cháu. Rồi, nhớ quyết lòng quyết dạ, thôi chấp tay lại, thành tâm sám hối. Nguyện mong chư vị pháp giới hữu duyên với cháu Lương Văn Kim. Cháu đã thành tâm sám hối lỗi lầm, quyết lòng niệm Phật cầu về Tây Phương, thành đạo vô thượng. Nguyện mong chư vị buông xả tất cả oán thù, cùng nhau niệm Phật, hỗ trợ cho Lương Văn Kim an toàn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khi cháu Kim về tới Tây Phương thành Bồ Tát, thì có đạo lực nhiệm màu sẽ cứu độ chư vị cùng về Tây Phương thành đạo. Nguyện mong tất cả chúng sanh sớm giác ngộ, quyết lòng buông xả trần lao, trở về Tây Phương cùng thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật. Vui vẻ lên nghe cháu nha, quyết lòng nghe cháu. Mong chư vị tìm ban hộ niệm giúp cho cháu Kim, khuyên tấn cháu Kim vững vàng để về Tây Phương Cực Lạc. Cháu Kim niệm Phật với chú nhé, niệm Phật với đại chúng nhé, niệm mạnh lên nhé. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con vô cùng là biết ơn Long Cư Sĩ Diệu Âm. Chúng con càng ngày thì càng thấy cái pháp môn hộ niệm này vô cùng là quan trọng. Thấy được những lời khai thị của lão Cư Sĩ Diệu Âm vô cùng là quý giá. Kính mong chư vị đồng tu, các cha các má, và càng ngày thì càng phải chân quý lấy cái cơ hội này, y giáo của ngành, làm theo những lời hướng dẫn này và làm theo cái lời hướng dẫn của các ban hộ niệm, để một đời này chính các cha các má cùng chư vị được phước phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Giờ tiếp theo chúng con cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị cho cụ Nguyễn Văn Tiền, 85 tuổi,
Cụ đã bị tai biến 5 năm. Gia đình thì có một số người con chưa tin. Bản thân cụ thì bây giờ đang bị hai người con chết trẻ đang nhập vào cụ. Kính mong cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị cho cụ và khai thị cho chư vị quan tâm trái chủ để buông tha cho cụ, để một đời này cụ niệm được danh hiệu A Di Đà Phật, để một đời này được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, cậu Tiền đã phải không? Cậu Tiền nghe rõ không? Chư vị đó nghe rõ không? Nghe rõ. Và cậu Tiền có nghe rõ, có nghe được không? Dạ, ai có trở ngại không? Dạ, tai không trở ngại, còn nghe được. Vẫn nghe được. Cụ nói là hai người con chất trẻ bây giờ đang dựa vào cụ, bây giờ có đang dựa không hay là ngưng rồi? Bây giờ cụ đang tính là đang bị dựa đó. Dạ cụ đang tính. À, A Di Đà Phật. Thôi được rồi. Và một coi như là cụ có nghe được những lời nói của Diệu Âm không? Dạ, cũng còn nghe được dạ. À, rồi được. A Di Đà Phật. Cụ Tiền ơi, Diệu Âm đang nói chuyện với cụ Tiền nè. Làm sao chứ vị mở âm thanh càng lớn càng tốt cho cụ nghe nha. Để sát bên, để cái máy sát bên lỗ tai cho nghe, cho cụ nghe. Nếu cụ nghe được Diệu Âm nói chuyện, cụ giơ tay lên coi, cụ. Nghe giơ tay lên. Nghe được giơ tay lên. Cụ Tiền. Nghe được Diệu Âm nói. Giơ tay lên. Không, cụ đã bị liệt một tay, còn một tay à. Sao thì một tay. À, một tay giơ lên. Cụ nghe con nói chuyện nghe không con, cụ ơi. Con đang nói chuyện với cụ Tiền này cụ. Con đang tìm cách để mà giúp cụ thoát nạn đây. Cụ Tiền ơi. Tiền ơi. Nói chuyện với ông á. Thôi nói bây giờ như vậy là anh vừa cầm cái máy mà vừa có thể lặp lại lời nói của tôi được không? Lặp lớn lên cho cụ nghe nghe. Dạ. Thôi được rồi, có phải là những vị mà đang ngồi chung quanh là con cái trong nhà phải không? Dạ, có một người con dâu à, còn bao nhiêu là hai người con dâu và ba người cháu à. Dạ. Chư vị ơi, cụ Tiền này có mấy người con không tin. Không biết mấy người con này có ở trên đường Zoom này không? Dạ mấy người con không có, không ở được chung mà. Khai thị nữa, đừng chỉ khai thị nữa. Xin chư vị những người tin thì nên tìm cách khuyên giùm những người không tin đi. Con cái trong gia đình hỗ trợ cho cha mẹ mình có cái giá trị rất lớn. Nếu con cái quyết lòng hỗ trợ, tìm ban hộ niệm cho cha mình, thì chư vị trả được đạo hiếu đấy. Còn nếu chư vị không tin, ngăn cản không cho người ta hộ niệm, thì chính chư vị đã làm hại cha mình đấy. Cho nên mong chư vị, hôm nay là thứ hai, Diệm khẩn khoản xin mời những người không tin
hãy dành 2 tiếng đồng hồ lên Zoom vào thứ sáu đi. Và Giám sẽ mong gặp lại Tú Tiền cũng như gia đình một lần nữa để khuyên giùm những người con không tin. Xin chư vị khẩn khoản đi. Giám nói rất lễ phép, rất vui vẻ, không dám chọc giận ai đâu. Nhưng mà chỉ vì muốn cứu Tú Tiền thoát nạn nên Giám cũng thành tâm muốn nói thẳng với những người không tin. Mau mau tin Phật. Hàng ngày rất nhiều người nhờ lòng tin này mà được thoát nạn. Con cái trong gia đình hiếu nghĩa, hãy cố gắng đi nghe. Bây giờ Giám xin nói chuyện với Cụ Tiền. Cụ Tiền có nghe Giám nói không? Có nghe ông nói không? Nghe nói mà cậu có vui không cậu? Vui không? Ông nghe ông có vui không? Vui, cậu nói vui. Vui, vui phải không? Cậu nói vui, vâng vui. Cậu giơ tay lên cho Giám mừng lên đi. Cậu giơ tay lên coi. Rồi, giơ tay lên. Vỗ tay lên đi gia đình. Xin gia đình cùng vỗ tay yểm trợ cho cậu. Đó, ông đang trên này. Ủa, trên này. Ông đang nói. Không biết thường thường ở nhà là cô Tiền thường thường cụ thứ mấy vậy? Cụ thứ 9 hay là thứ 5 hay là thứ 6? Dạ cụ thứ 8 à. Cụ thứ 8? À bác 8 giờ. Bây giờ Giám kêu là bác 8 nha. Bác 8 nha. Bác 8 ơi. Bác 8. Bác 8. Con biết bác 8 rồi nè bác 8. Con kêu bác 8, bác 8 có vui không? Vui không bác 8? Vui thì giơ tay lên coi. Cười lên. Vui 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 đã cười lên đúng rồi. Bác 8. Bác 8 ơi. Bác 8 đã bị tai biến qua 5 năm trường rồi. Thì thời gian trả nghiệp của bác, con nghĩ rằng hình như đã qua rồi đấy. Bây giờ bác chuẩn bị đi hưởng an vui, không còn bị nạn nữa đâu bác Tam. Bác Tam nghe cái tin này có vui không? Vui không bác? Vui, cậu nói vui. Vui thì chứ mày vỗ tay mày mong là vui là chứ mày vỗ tay lên bác. Vui thế gian này 85 năm rồi cũng chịu tay nữa đủ rồi để bác. Bây giờ con khuyên bác quyết tâm niệm Phật với con nhé. Bác đồng ý không? Niệm A Di Đà Phật với đại chúng nhé. Có hàng ngàn người đang nhìn bác đấy, đang muốn niệm Phật với bác đấy, hộ niệm cho bác đấy. Bác niệm Phật nha. Chịu không? Chịu không bác? Chịu không bác? Chịu, giơ tay lên. Giơ tay lên. Dạ bác nói chịu. Chịu không? Chịu không? Chịu niệm Phật không? Chịu nói là chịu. Chịu như đây lên, chịu như đây lên. Niệm Phật vãng sanh nghe bác nha. Dạ. Rồi cũng nói chịu rồi. Niệm Phật vãng sanh, chấm dứt cảnh khổ đau này nghe bác. Niệm Phật với con 5 tiếng rồi tiếp tục con nói nữa nha. Bây giờ niệm với con nè. Con niệm 1 tiếng, bác niệm theo 1 tiếng nha. Bác Tam nhớ không?
Đúng rồi. A Di Đà Phật. Niệm lên bác. A Di Đà Phật. 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 Thôi được rồi, vỗ tay lên chị vị. Chư vị cố gắng tìm một cái ban hộ niệm để giúp cho bác nghe. Và bây giờ đây thì vấn đề bác có hai người con chết trở về dựa vào bác. Xin hỏi chư vị trong gia đình là dựa thường thường là dựa vào lúc nào vậy? Buổi sáng hay buổi tối? Lúc 11 giờ tới 1 giờ. Lúc 11 giờ đến 11 giờ đêm hay 11 giờ ngày? 1 giờ đêm tới 1 giờ sáng. Ăn đêm à? 1 giờ từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Được rồi. Xin thưa với chư vị, khi mà trong gia đình đó hội họp lại trong cái lúc mà giữa đó, xin chư vị thành tâm niệm Phật và tìm cách điều giải. Nếu mà chư vị có ban hộ niệm thì ban hộ niệm sẽ điều giải những việc này rất tốt. Còn không thì xin chư vị phải điều giải. Hơn nữa dư âm nghĩ rằng chưa chắc là các vị giữa đó là hai người con chết đâu. Chưa chắc đâu. Nếu thực sự là hai người con chết về giữa người cha thì sự điều giải này sẽ dễ dàng vô cùng. Chư vị cứ nói thẳng, nếu thương cha kính mẹ thì xin hai người con này hãy mau mau niệm Phật cầu về Tây Phương để thành đạo đi, hay hơn là bám lấy người cha khổ nạn này mà còn làm cho cha mình phải khổ nạn nữa, ít lợi gì đâu. Xin chư vị nhắc nhở những người này mau mau niệm Phật trở về Tây Phương. Tuy nhiên dâm nghĩ rằng những vị giữa này chưa chắc gì là hai người con cố cụ. Chính vì thế mà sẵn đây Diệu Âm cũng xin thành tâm kính cẩn mà thưa với chư vị rằng, dẫu là cha con với nhau, một người âm một người dương, không thể nào nương tựa nhau được, mà càng nương tựa nhau càng gây khổ hại cho nhau. Xin mong với chư vị đừng chấp vào chuyện thế gian nữa, đừng chấp vào cảnh vô thường này nữa, hãy mau mau niệm A Di Đà Phật trở về Tây Phương Cực Lạc đi. Nếu thương cha kính mẹ, hãy thành tâm niệm Phật hỗ trợ cho cha an lành niệm Phật mới thực sự là hiếu nghĩa trọn bề. Rồi chính mình cũng niệm Phật hộ niệm cho cha để cùng nhau trở về Tây Phương Cực Lạc. Nếu thực sự chư vị không phải là con của cụ Nguyễn Văn Tiền thì chư vị hãy nương theo cơ hội này mà xả bỏ oán thù đi. Phật dạy tất cả chúng ta
đều có một cái chân tâm giải thoát, một cái chân tâm thành đạo, một cái chân tâm là Đức Như Lai. Cớ chi chúng ta phải tiếp tục mê mờ tham chấp trần đời mà chịu nạn? Hôm nay gặp cơ hội này, gặp người khuyên niệm Phật là do căn lành đã có. Xin tất cả chư vị hãy thành tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc đi, để chúng ta đoạn ly sanh tử luân hồi, quyết lòng vãng sanh thành đạo, chấm dứt cảnh khổ đau mà chính chúng ta đã chiều qua trong vô lượng kiếp. Chư vị ơi, khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạc, hãy thành tâm niệm Phật, trở về Tây Phương đi, hướng đời an vui cực lạc, vô lượng vô biên thân bằng quyến thuộc cha mẹ đang chịu nạn khắp mười phương pháp giới, đang chờ chư vị thành đạo cứu nhau đấy. Vô lượng vô biên đang nhờ đến công đức của chư vị để thoát vòng khổ lụy đấy. Nguyện mong chư vị tỉnh ngộ kịp thời, phát tâm niệm Phật cứu lấy đời mình. Bác Tám ơi, một đời mình nhiều khi vụng dại, mê mờ tạo nghiệp, hôm nay nằm một chỗ đang thọ nạn, diệu âm này khẩn khoản xin Bác Tám phát lồ sám hối lỗi lầm nhé. Bác Tám ơi, nghiệp chướng do mình tạo, nghiệp báo do mình chịu nạn, tất cả đều do chính mình tạo ra. Hôm nay gặp được cơ hội, có người nhắc nhở, xin Bác Tám phát lồ sám hối, phát tâm ăn năn hối hận nhé. Bác Tám có nghe diệu âm nói không? Bác Tám có chấp nhận sám hối không chưa vậy? Chịu không Bác Tám? Chịu lên đi, vui vẻ lên đi, sám hối lên đi Bác Tám. Xin hỏi chư vị, Bác Tám có vui vẻ sám hối không? Vui không? Một câu A Di Đà Phật, Bác Tám ơi, niệm lên là tất cả lời sám hối. Một ý nguyện vãng sanh Tây Phương là tất cả cơ hội sám hối đấy. Nguyện mong cho Bác phát tâm sám hối, niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, một đời này về Tây Phương thành đạo, đem cái đạo lực phi thường của một vị Bồ Tát trên cõi Tây Phương đi khắp mười phương cứu độ chúng sanh, cứu oan thân trai chủ, chính là pháp đài sám hối đấy. Mong chư vị trên đường Zoom này hãy hiểu cho kỹ đạo lý này. Sám hối, đại sám hối chính là thành tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc đấy nhé.
người nào vững vàng như vậy thì một đường này là tất cả con đường giải thoát, giải nạn, cứu độ chúng sanh, thành tựu đạo quả của chính mình đấy. Thôi, mong chư vị cùng nhau niệm Phật nhé. Mong tất cả những người con không tin nên lên đường Zoom vào thứ sáu gặp Diệu Âm. Diệu Âm khẩn khẩn xin thưa một vài lời để cùng nhau hỗ trợ cho người cha mình thoát khỏi ách nạn này, về Tây Phương thành đạo nhé. Thôi chư vị phát tâm niệm Phật đi nhé. A Di Đà Phật, 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 niệm lên bát tâm, A Di Đà Phật, 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 niệm Bát Tam ơi, A Di Đà Phật, 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 xin gia đình chú ý này, trong phòng đó đang treo mấy hình Phật vậy? Quay quay chung quanh các vách cho dòm coi coi. Nếu có một tấm hình Phật thì xin treo cái chỗ nào cho cụ có thể nhìn thấy. À được rồi, phía trước còn có hình Phật nữa, tức là có, đúng rồi, như vậy có cái hình Phật. Được được được, như vậy thì được, được rồi, đúng rồi. Cố gắng là xin chư vị cũng cần ban hộ niệm đến hộ niệm cho cụ nha, tức là có một hình Phật trên đầu, được, có chung quanh có hình Phật, như vậy là đúng rồi. A Di Đà Phật, mong bác Tam quyết lòng niệm Phật nha bác Tam nha, không sao đâu nha. Tối nay lúc 11 giờ đến 1 giờ chư vị họp lại điều giải, mạnh dạng điều giải, khuyên những người nhập đó niệm Phật đi, trở về Tây Phương đi, không có gì phải nương náu vào cái thân một người bệnh hoạn để làm cho cụ phải khổ, mà các vị đó cũng tạo nghiệp không tốt. Sau đó chư vị quyết tâm niệm Phật, cầu Phật gia trì. Nếu bác đánh niệm Phật nữa thì sự việc này giải tỏa không có. Nếu thực sự là hai người con nhập thì rất dễ để khuyên người ta quyết lòng niệm Phật đi. Bảo rằng nếu thực sự là hai người con thì không có chi con cha con với nhau mà làm cho nhau khổ, mau mau niệm Phật trở về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị có thể phóng sanh niệm Phật hồi hướng công đức cho họ nhé. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm, và cũng xin gia đình cụ Tiền ấy nhanh chóng mời ban hộ niệm và
xin gia đình ấy đưa những người con cháu vào thứ sáu này vào Zoom để trực tiếp được nghe lão cư sĩ Diệu Âm hướng dẫn thêm. Là vì bây giờ chúng con có một cái ca hồi niệm của một cụ đã 84 tuổi rồi, mà theo anh Phúc Tuấn thì rất là khẩn nguyện lão cư sĩ Diệu Âm tử bi khai thị cho cụ. Chúng con kính mong chư vị đồng tu cùng với chư tôn thiền đức tăng ni lão cư sĩ Diệu Âm tử bi cho chúng con thêm một chút thời gian, và kính mong lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho cụ Nguyễn Thị Phụng 84 tuổi, pháp danh Nhuận Hoàng. Bà chưa bao giờ được vào Zoom, nhưng mà hôm nay thì đầy đủ nhân duyên mới được vào Zoom. Nên là chúng con kính mong thầy Diệu Âm khai thị cho bà để buông xả mọi chuyện, mọi thứ để bà lo niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Lòng tin của bà vẫn chưa vững vàng, bà chưa lập thể quá niệm Phật, chưa thật lòng cầu nguyện vãng sanh. Bà quan trai kỳ nhưng mà rất là thích xem những video về thế giới hồ niệm. Kính xin thầy Diệu Âm từ bi khai thị cho bà để bà có đầy đủ được cái nhân duyên thiền căn phước đức này để một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Xin nói cụ pháp danh là Nhuận gì? Cụ là pháp danh Nhuận Hoàng. Nhuận Hoàng. Đó, đó. Nè, kêu mở vô đặt này nhanh lên nè, Nhuận Hoàng nè. A Di Đà Phật, cụ Hoàng là ai đâu? Là cụ mặc áo đen đen đó phải không? Đây, đây lên bà, đây lên. A Di Đà Phật. Lên Zoom này lần nào chưa? Dạ, A Di Đà Phật, dạ chưa. Chưa, dạ, chưa. Bên này lần đầu tiên giỏi dữ vậy ha. Dạ. A Di Đà Phật, cụ Nhuận Hoàng. Có cái pháp danh này lâu chưa vậy? Dạ, dạ bà được quy y pháp danh được mấy năm rồi. Dạ. À, mấy năm. Đi chùa. Dạ. Quy y Tam Bảo. Dạ. Là cụ niềm tin. Thôi khỏi cần trả lời nữa. Cụ nghe rõ cái gì phải không nè? Dạ, cụ nghe rõ mà rồi, cụ rồi, ngủ lúc. Dạ. Cụ có quy y Tam Bảo. Quy là quay về, y là nương tựa. Ta là người phàm phu sống gửi thác về, về là quy đấy. Nếu mà cụ biết quay về với Phật thì cụ đúng là người quy y chánh đạo. Nếu khi về mà không về với Phật mà về trong những nẻo luân hồi, về trong tam đường ác đạo, tam trong đồ tam đồ ác đạo, thì cụ đã quy y sai rồi. Cụ đã quay về con đường khổ nạn rồi. Tất cả mọi người đã quy y, hãy nhớ là quy là về với Phật. Nếu về với Phật thì phải nghe lời Phật dạy. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta rằng thời mạt pháp này chỉ còn câu A Di Đà Phật, cầu về Tây Phương thì mới thoát nạn, thì mới vượt qua sáu đường luân hồi, một đời này thành tựu đạo quả ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Cụ Nhuận Hoàng
cũng như chư vị đồng tu trên đường Zoom này đã quy y Tam Bảo mà không quyết lòng về Tây Phương Cực Lạc, thì xin thưa với chư vị, nhận cái pháp danh để chúng ta cảm thấy hổ thẹn, nhận cái pháp danh chúng ta cảm thấy tội lỗi vì chúng ta không chịu nghe lời Phật dạy. Chư vị có biết không, hằng ngày tại đất nước Việt Nam chúng ta đều có những người quay về Tây Phương Cực Lạc với chư Phật trên mười phương. Về Tây Phương Cực Lạc, chư vị sẽ thấy được Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó là nơi quy tụ mười phương chư Phật trên thế giới. Chính vì thế mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giảng dò chúng ta hãy niệm A Di Đà Phật trở về Tây Phương. Tại vì chính A Di Đà Phật là danh hiệu của mười phương ba đời chư Phật thế giới đấy, nhớ nhé. Như vậy thì khi cụ Nhuận Hoàng đã quy y, hãy tự mình xét lại, nếu chưa niệm Phật thì chưa phải quy y đâu. Tại vì mình phát nguyện quy là phải về với Phật. Về với Phật thì phải niệm Phật. Muốn về với Phật thì không ở tại cõi ta bà này nữa rồi. Kính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên ta mau mau niệm A-di-đà Phật để trở về Tây Phương Cực Lạc với chư Phật mười phương thế giới để chúng ta thành Phật. Cho nên ngay ở đây nói rằng là cụ chưa muốn niệm Phật, chưa lập tờ khó niệm Phật làm cho giữ âm cảm thấy buồn buồn, cảm thấy buồn buồn. Nếu mà nghe những lời này mà cụ Nhuận Hoàng quyết lòng niệm Phật, tại vì 84 tuổi đã già rồi cụ ơi, thời gian lưu lại trên thế gian này đâu còn bao nhiêu năm nữa. Hồi nãy mình thấy cháu Nguyễn Công Huy 16 tuổi mà cháu phát thể về Tây Phương Cực Lạc, thấy không, trẻ như vậy mà họ đã chuẩn bị đi về Tây Phương rồi, còn mình đã già cỡ đây rồi thì còn bao lâu nữa mà không chịu phát tâm niệm Phật. Người trẻ phát tâm niệm Phật, người trẻ về Tây Phương thành. Người trẻ không chịu niệm Phật thì người trẻ cũng đành theo nghiệp thọ nặng như tam đồ ác đạo chịu khổ đời đời kiếp kiếp. Người già chịu niệm Phật thì người già kiếp thời đi về Tây Phương hướng đời an vui cực lạc, cụ biết không? Người già mà còn chần chờ không niệm Phật thì người già cũng phải xuống tam đồ ác đạo mà chịu nặng. Tại vì chính Đức Thế Tôn nói đời này mà không niệm Phật thì hỏi ai thoát khỏi tam đồ ác đạo? Ai thoát khỏi đây? Đức Thế Tôn nói với nghiệp chướng của chúng ta, của tất cả mọi người chúng ta, nếu không niệm Phật thì ai có thể lấy lại được thân người đấy? Thân người của cụ bây giờ là 84 tuổi. Khi cụ rơi vào trong hàng súc sanh rồi, trời ơi khổ ơi là khổ, biết làm sao thoát được thân bàn sanh súc vật đây cụ. Thân ngạ quỷ, thân địa ngục, khổ lắm, vô cùng khổ. Có không, có không? Hãy nhìn lại trong 84 qua, cụ nhìn thứ những người bà con thân nhân nội ngoại, những người dưng bên ngoài, những người chết đi có người nào để lại thân tướng tốt đẹp đâu, chứng tỏ rằng tất cả đều đi thọ này. Biết được như vậy, hôm nay chúng ta gặp được câu A Di Đà Phật là cơ hội cho chúng ta thoát nạn để đi theo con đường đó là mong cụ Nhuận Hoàng
nghe những lời nói này, hãy quyết tâm buông xả đi. Niệm Phật đi. Cụ có cái duyên với A-di-đà Phật, chứng tỏ cụ thích xem những video vãng sanh trên thế giới hộ niệm, thích nhìn những cái cuộc hội thảo hộ niệm trên đường Zoom. Mong cụ mỗi thứ sáu, mỗi chiều thứ sáu, mỗi sáng thứ hai liên tục lên đường Zoom này đi, để coi xem nhìn thấy những người phát tâm niệm Phật trở về Tây Phương. Hãy cùng nhau mà đi. Có nghĩ rằng là sau cuộc nói chuyện này, thiền căn phước đức của cụ hội tụ về, cụ phát tâm niệm Phật, cụ về Tây Phương đấy. Mong cụ quyết lòng nhé, hà quyết tâm nhé, niệm Phật nhé. Cụ Nhuận Hoàng, cụ Nhuận Hoàng đâu rồi? Giơ tay lên, vỗ tay đi, rồi mình hồi hướng công đức. Di Đà Phật. Cụ Nhuận Hoàng vỗ tay chưa? Cụ Nhuận Hoàng bị chê khúc hết rồi. A Di Đà Phật. Mong chư vị phát tâm nha, đừng chần chờ mà tổ nghiệp cho thân mình nha. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con vô cùng là hoan hỷ, xin thành tâm cảm điểm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm, và cũng kính mong các chư vị đồng tu hãy trân quý cái cơ hội này, hãy cùng vào Zoom để chúng ta được lão cư sĩ Diệu Âm hướng dẫn, để một đời này chúng ta làm được đúng theo lời Phật dạy, y theo lời Phật dạy, để một đời này chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà chúng ta bỏ qua cơ hội này, chúng con thấy rằng là chính bản thân chúng con có đi tu học, có đi tu theo đạo Phật mà không có người hướng dẫn thì cũng là sớm lở tối tàn thôi. Rất là khó khăn trong cái việc mà tu học trong thời mạt pháp này. Không biết là con nói như vậy để các chư vị đồng tu, các cha các má có đồng ý này như vậy hay không? Nếu đồng ý thì xin các cha các má cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm, và cũng để trân quý đến cái cơ hội vào Zoom này để chúng ta cùng nhau học hỏi kinh nghiệm, để một đời này chúng ta an toàn vững vàng, để một đời này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Là bây giờ chúng con cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm đọc hồi hướng để cho chúng con được đọc theo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức này, trang nghiêm cõi tịnh độ, trang nghiêm cõi tịnh độ, hồi hướng cho chư vị pháp giới hữu duyên, hồi hướng cho chư vị pháp giới hữu duyên, nguyện cầu chư vị, nguyện cầu chư vị xả bỏ thế trần, xả bỏ thế trần, phát tâm niệm Phật, phát tâm niệm Phật, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thành tựu đạo quả, thành tựu đạo quả, trên đền bổn ơn nặng, trên đền bổn ơn nặng, dưới cứu khổ tam độ, dưới cứu khổ tam độ, nếu có ai thấy nghe, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, hết một báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc, đồng sanh nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chúc tất cả chư vị tín nguyện hạnh vững vàng, một báo thân này vãng sanh tịnh độ. A Di Đà Phật. Xin đại chúng một lần nữa cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm, và cũng kính mong các cha các má, chư vị đồng tu cùng với chúng con hãy trân quý lấy cơ hội này y giáo phụng hành, để một đời này chúng ta được an toàn cho cái công cuộc vãng sanh, và một đời này phải thật là nghiêm túc nghiên cứu cái pháp môn hộ niệm này, bởi vì cái pháp hộ niệm này vô cùng là quan trọng. Có thể nói nếu không có hộ niệm, chắc chắn một đời này chúng ta không thể cách nào mà thoát khỏi ba đường khổ lạn, đó là tam ác đạo. Cho nên là chúng con cũng kính mong chư tôn thiền đức tăng ni cùng chư vị đồng tu hãy cùng với lão cư sĩ Diệu Âm mà xiển dương cái pháp hộ niệm này đến rộng khắp cho người Việt Nam. Nam mô A Di Đà Phật. Là bây giờ thì chương trình hộ niệm hôm nay đã kết thúc. Chúng con cũng xin được thông báo với chư vị đồng tu về cái chuyến cộng tu của lão cư sĩ Diệu Âm ở Bắc Mỹ và Âu Châu, để cho chư vị đồng tu nếu mà ai mà muốn tham gia thì xin các chư vị hãy đăng ký với các ban tổ chức ở các nơi. Và chúng con xin anh Quốc Hòa hãy đưa cái thông tin này đến với chư vị đồng tu. Và chúng con cũng có thông báo ở trên trang Viber Hồ Liệm Thế Giới, cũng như là trên các trang mạng Tỉnh Thư Quán, rồi Facebook, để cho các chư vị biết được cái thông tin này. Và xin các chư vị cũng đưa cái thông tin này rộng khắp đến người Việt Nam chúng ta ở những nơi gần, ở các pháp hội. Có thể mà các chư vị muốn tham gia thì sẽ đăng ký với lại các ban tổ chức để mà chúng ta xếp sắp để được tham gia cùng với lão cư sĩ Diệu Âm, nghe lão cư sĩ Diệu Âm hướng dẫn cho chúng ta về cách tu hành cũng như là hộ niệm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Và một lần nữa chúng con cũng kính mong chư vị đồng tu, các cha các má ở nhiều nơi, nếu mà nơi nào mà chưa có những cái chip thẻ nghe về những tòa đàm hướng dẫn của lão cư sĩ Diệu Âm về pháp môn hộ niệm, thì cũng xin liên hệ với ban tổ chức để chúng con được gửi tới các chư vị. Và nếu mà nhóm cộng tu nào, đạo tràng nào mà chưa có phương tiện vào Zoom thì cũng xin liên hệ với ban tổ chức chúng con để chúng con được gửi tới các phương tiện để cho các chư vị được vào tham gia trực tiếp với lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ xin kính chào chư tôn thiền đức tăng ni, kính chào lão cư sĩ Diệu Âm, kính chào các cha các má, chư vị đồng tu, và hẹn gặp lại vào buổi thứ sáu vào 18 giờ Việt Nam. Nam mô A Di Đà Phật.